Nè, con cua nó muốn cốm luôn. Wow, cả nhà thấy không? Tuyền ơi, nó cốm nè. Như xin chào cả nhà, chào cả nhà đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Hôm nay là nhà câu ra được bao nhiêu cua nè cả nhà. Đây, câu được một ít cua yếm vuông. Đây, cua này cua yếm vuông nha. Còn cái này là yếm vuông nhiều lắm, y tứ thì ít. Đây, con này là y tứ nha. Nè, này y tứ. Ui, con này nó muốn cốm luôn nè. Ôi, con y tứ này nó cốm. Nè 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 nè. Này nó cốm là mình gỡ được cái da nó ra luôn nha. Nè 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 nè. Gần 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 lại cái ramen. Nè. Ui, con này nó cốm mày. Hèn chi. Nè cả nhà, con cua cốm này á là cái giá trị của nó bằng với lại con cua gạch luôn nha, bởi vì cái thịt nó ăn rất là ngon, siêu ngon luôn đó. Cái này cốm nha, là khi mà mình nó lột hết cái lớp da ngoài nè, cái nó mềm á, trời ơi, mình chiên lên ăn ngon cực kỳ luôn nha. Còn con này là con yếm vuông nè, trời ơi, con yếm vuông nó ngon nè. Đây đây caramel kéo lại đây, coi con yếm vuông nè, nó vàng ôm luôn nè, mà nó cứng nó chắc lắm nha. Con này nó lột xác lên là nó thành cua gạch đó cả nhà, nó thành cua gạch đó. Tại cua này là cua cái nè, còn con cua này là con cua đực nè. Hôm nay á là được bao nhiêu đây, Như sẽ luộc hết luôn nha, luộc hết để ăn. Wow, trời ơi, con yếm vuông lần đầu tiên mà thấy yếm vuông nó bự vậy luôn á chàng. Cua nè, một tí nữa ha, cái điều này nè, mình cắt ra nó gạch giá ăn cực kỳ ngon luôn, ngon mà béo lắm, chấm với muối tiêu chanh thôi, không cần ăn chưa á, nhưng mà mình hấp hấp ăn rất là ngon luôn. Được một con cua cốm mà, để coi Như coi còn con cua nào cốm không, có một con cốm thôi. Hầu như ở đây là yếm vuông hết nha, chỉ có một con cua đực thôi, mà con cua đực đó lại là con cua cốm nữa, con đực mình lại nó cốm nữa. Con cua đó là một hồi là mình ăn cua đó nó ngon cực kỳ luôn, cái da của nó là mình lột ra được luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ vô mình đem đi luộc nha. Cua này là cua thịt nha cả nhà, chứ không phải là cua gạch nha. Cua thịt là cua yếm vuông. Cua yếm vuông thì là cua cái á, nó chuẩn bị nó chuyển sang lột là chuyển sang thành cua gạch đó. Tại vì nhà có được cua nào thì Như sẽ luộc cua nấy. Này cũng là cua yếm vuông nè, nhúng đá cho nó ngắt xỉu nha. Rồi xong rồi mình đem đi hấp. Nếu mà có nước dừa thì mình đủ nước dừa, không có nước dừa thì mình sẽ đem đi hấp. Nước sôi mình cho cua vô hấp nha. Cái này là mình hấp phải trên 30 phút. Mình luộc thì nó nhanh hơn, hấp thì nó sẽ lâu hơn, nhưng mà lâu hơn ăn cua nó sẽ được nguyên chất và ngon hơn nha. Trong thời gian đợi cua chín thì mình sẽ làm muối tiêu chanh nha. Cái trái chanh chà bá mà nặng có tí xíu nước. Trời ơi, không có nước nồi vậy. Xong mâm cua rồi, Như mời cả nhà ăn chung với Như nha. Trước tiên thì mình sẽ lấy một con cua này ra. Đây, mình cắt. Ồ, chưa gì chơi là thấy cái gạch nó vàng vàng rồi nha. Mình kéo mình cắt ra.
Như là đặc biệt rất là mê cái cua yếm vuông. Wow, nè, con cua nó muốn cốm luôn. Wow, cả nhà thấy không? Trời ơi, nó cốm nè, nó con cua này nó hai da nè cả nhà. Cả nhà như mở cái lớp da nè, xúc sắc luôn. Xúc sắc luôn coi nè. Ừ. Để như cắt thêm thử coi mấy con kia nó có giống y chang gì không nha. Yếm vuông này có ngon như lời đồn hay không? Này cái này là con cua cốm nè. Con cua cốm luôn rồi nè. Nè, để con coi con cua yếm vuông này cốm này có. Wow. Trời ơi. Wow. Y tứ nha, cua đực nha, mà vẫn không có kém gì yếm vuông luôn. Đó. Xuất sắc. Hay tiếp tục con nữa. Để qua một bên đi. Đây. Thử coi 10 con có như một không nha, có phản con nào không? Dằn vô mắt. Đó. Không phản một con nha, bây giờ ba con là đều băng bắt rồi đó. Tiếp tục, tiếp tục. Đây. Con nào cũng như con nấy thôi cả nhà ơi. Như thấy rồi, hầu như là con nào cũng như con nấy. Ừ. Rớt. Ừ. Bé quá. Tiếp tục nha. Khám phá hết coi nó có không có con nào tệ nha, không có một con tệ luôn á, xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn á. Cái kéo này nó bén khủng khiếp đó, như mê mấy cái béo nước này nè. Trời ơi. Ừ, ăn cái béo nước này trước đi nha. Béo tới nóc luôn. Để đây đi, móc cái này ra mình ăn. Ừ. Như mời cả nhà một miếng nha. Như mê cái bằng cái gì? Yếm vuông. Ừ. Cái gạch của yếm vuông bao béo luôn. Ừ. Nó đã. Đây, con cua này là con cua cốm nè. Ở trong cái lô y tứ á, nó sót đựng con cua cốm. Cái công chuyện. Nó béo. Béo tới nóc luôn. Béo không từ gì để tả. Nó béo mà cái vỏ cái cua này cái da ngoài nó mềm mùi à. Hồi mình lột cái này mình ăn được hết luôn. Trời ơi, ngon. Thịt nó thơm phức à. Không phải một con nha, không có phải một con nào hết. Trời. Ngon lắm.
một mình mà ăn tầm 2-3 con no xỉu, xỉu lên xỉu xuống, để nguyên bên hình ăn tiếp. Ngon. Con cua cốm, cái giá trị của nó là nó ngang với con cua gạch luôn á, ngang nửa con cua gạch luôn á, nhưng mà nó hiếm lắm, lâu lâu mới được 1-2 con chứ không phải mà lúc nào cũng được đâu nha. Nè, nó cốm nè, cốm mình dễ lắm, dễ lột lắm. Cốm hả, chỉ cần nhẹ nhẹ thôi nó ra và mình gỡ ra được nó rồi. Nè, cái này mình để là tự lột lên luôn trên nhà luôn đó. Dễ lột lắm, cái vỏ nó giòn gụm mà. Cái lô cua này xuất sắc. Hồi 3 năm trước á, như có một cái khoảng thời gian trúng cua cực kỳ luôn. Trúng cua mà ta nói ha, một đêm tới sáng câu phải 10-20 ký, có khi 20-30 ký, mà cua lúc nước rẻ không có mắc. Cua trước rẻ mấy năm trước thấy ghê à. Bây giờ cua mắc thì lại không có cua nhiều, không có giá, lại không có cua nhiều, chế chiêu gì đó. Trời ơi, coi nè, cả nhà ơi, xỉu. Như mê cái này lắm, như mê cái yếm vuông lắm. Tại vì á, nó béo, cái gạch nó béo mà cái thịt nó cũng chắc nữa. Có cái dĩa nào mà không để đây luôn, để đây nhìn cho nó đẹp mắt. Cái này thôi, cái que mình còn ăn được á. Chút cái có thời gian cảnh gọi cái mình ngồi mình cạp que lại từ từ. Cốm à, cốm này tập trung bằng hai giá. Đó, mình lột nó ra nè. Ngon không từ gì diễn tả, ngon lắm luôn. Trời ơi, xỉu. Nó béo. Nhà đàm không hung được. Câu lên được cua này nè cả nhà. Không có cua gạch. Có cua gạch nhưng cũng luộc cua gạch. Mà cái gạch giá này béo lắm. Nó không có thua gì cua gạch đâu. Ngon. Thịt nó chắc nụi à.
Siêu ngon luôn chứ không còn ngon. Phải nói là siêu ngon. Bạn nào đã từng ăn thử cua 5 cân Cà Mau chưa? Ăn thử rồi thì cua nó như thế nào cho Như xin một comment ở dưới nha. Xin một bình luận ở dưới xem là các bạn ăn cua 5 cân Cà Mau cái hương vị như thế nào. Không có chắc được như vậy không? Nó có ok la không nha? Nó ngon mà tới cái chẹo nè. Cái ngoe đó. Thịt không? Xào hút ra. Nặng ra nè. Nặng ra nè. Nó phê mà chữ E kéo dài. Con yếm vuông á ha. Mà đúng con yếm vuông chắc rồi, nó ngon cực kỳ luôn, nó gạch nó béo cực kỳ luôn. Ăn là phải kiếm làm sao ăn nữa. Ngon lắm. Mà cả nhà hấp hoặc là luộc nước dừa ăn nó ngon. Còn nguyên chắc. Nhảy luôn. Đợt rồi á, con cua 5 cân á đi thi, thi giải các tỉnh luôn, là cua 5 cân đạt giải nhất đó cả nhà. Đạt giải vô địch. Cua lớn nhất. Con cua nặng 1 kg lô từ 70 mấy gram. Là gần 1 kg rưỡi á. Gần 1 kg rưỡi. Cua được gọi là được giải luôn, được vương miện luôn. Không biết nó sống làm sao mà sống sót làm sao mà được con cua được kiếm mấy. Hiếm lắm. Mấy con cua gì là nó hiếm. Đầm tầm khoảng 900 gram ký, ký mốt là dữ lắm à. Mà cái này tới một gần 1 ký rưỡi. Đợt rồi là có cái hội thi cua ở Cà Mau á. Cả nhà muốn xem á, cả nhà bấm vô giùm. Hội thi cua ở Cà Mau là nó gà. Lớn lắm. Ngon.
hết nổi cả nhà ơi, béo quá, nó béo ngậy à, nó béo mà mình ăn cảm giác nó muốn ngán luôn á, tại vì cái gạch này nè, nhà thấy không, nè, nó béo cực kỳ luôn, đó, ăn không hết nổi. Thôi giờ Như xin ngưng video nha, cả nhà mình mà có ai muốn ăn cua thì liên hệ với Như, thì cho Như hay trước một hai hôm, khoảng tầm hai hôm gì đó, Như câu cua, xong rồi Như sẽ gửi đài Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai gì ở đâu Như cũng gửi hết nha, Cần Thơ, Cà Mau gì ở đâu Như cũng gửi. Thì chỉ cần là liên hệ với Như là số điện thoại là 0944 420 422 hoặc là kết bạn Zalo với Như số đó cũng được. Như sẽ gửi giá rồi cho hay, tại vì cua thì nó cũng sẽ có giá theo từng thời điểm á, khác nhau, có khi lên có khi xuống thì mình không có thể nào mà báo giá chính xác mà một lần được. Cho nên là ví dụ như cua sụt thì Như sẽ báo là cua sụt, cua lên thì Như sẽ báo cua lên. Để nhà mình có muốn ăn thì có thể liên hệ với Như nha. Đó, rồi giờ thì Như xin chào cả nhà. Cả nhà mà có xem hết cái video này á, thì ấn cho Như xin một nút like, share và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần của Như để ra được những video hay hơn nữa nha. Đó, ông bà cô chú á, thì có góp ý gì đó thì cứ để dưới phần bình luận để lần sau Như sửa đổi. Thì Như bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.